xe mà mình không biết vận hành xe. À, anh có chuối sẵn đây rồi đi. Có sẵn luôn. Tuyệt vời quá. Ủa, nó cũng nặng ghê đấy chứ bộ. 2 kg à? Cái này nó thái. Thái lát ra này. Không bắt đầu là bên dưới là nó băm băm hai cái cánh quạt nó đẩy ra ngoài. Đủ xa gần anh chỉ có cái này thì. Cho nó gập xuống đi. Tay. Được, được em. Được rồi. Được rồi. Anh... rồi được rồi. Tốt rồi. Anh thay giúp em cái dây điện đi. Ừ, giờ anh cái dây nhỏ của nó công suất nhỏ tới. 66 triệu. Anh đến chưa? Anh chưa có đến, em đến rồi. Anh có 6 triệu hay gì đó. Nhà anh. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.